Xin chào cả nhà mình. Vừa rồi thì Tịnh đã tập một cái bài tập, và đây là một trong những bài tập mà Tịnh thường cho các bạn học viên của mình khởi động trước khi một buổi học bắt đầu. Đây là một cái bài tập mà giúp cho các bạn học viên tăng khả năng tập trung của mình. Và bài tập này sẽ giúp cho hai cái bán cầu não của chúng ta đấy, nó sẽ được khởi động để nó chuẩn bị vào cái quá trình học tập và làm việc đạt hiệu quả cao nhất. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đấy, thì thường thường con người chúng ta chỉ sử dụng có một bán cầu thôi, đó là bán cầu não trái. Và khi mà chúng ta sử dụng một bán cầu như vậy cũng giống như việc mà chúng ta chỉ có một chân để chúng ta đi và chúng ta làm việc thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó khăn, đúng không ạ? Rất là khó khăn. Và khi mà hai bán cầu não của chúng ta nó cùng hoạt động thì cũng giống như việc mà chúng ta có hai cái chân để chúng ta đi, để chúng ta chạy và để chúng ta có thể tham gia một cái cuộc đua, phải không ạ? Chính vì vậy nó sẽ đạt cái kết quả cao trong quá trình học tập và làm việc. Và cái bài tập này cũng giúp cho cái não bộ của chúng ta nó sẽ tăng cái sự sáng tạo và sự tưởng tượng. Như chúng ta đã biết là xã hội chúng ta phát triển là do phần lớn là do cái sự sáng tạo và sự tưởng tượng của chúng ta phải không? Thì đây là một trong các bài tập rất là một trong các bài tập khởi động rất là hữu ích cho các con cũng giống như các anh chị, và chúng ta có thể áp dụng này để tăng cái khả năng tập trung của các con hoặc là do cho chính chúng ta. Khi nào chúng ta gặp căng thẳng, chúng ta gặp mệt mỏi thì chúng ta có thể luyện tập bài tập này. Bài tập này cũng giúp cho chúng ta giảm đi cái căng thẳng, giảm đi stress. Ok, vừa rồi thì Tình đã chia sẻ cho cả nhà mình một trong những cái bài tập mà giúp cho chúng ta có khả năng tăng cái sự tập trung của mình và giúp cho hai bán cầu não chúng ta được khởi động để chúng ta chuẩn bị cho một cái quá trình học tập và làm việc đạt cái kết quả cao. Và đây cũng là một cái bài tập tăng cái sự sáng tạo và sự tưởng tượng của chúng ta, và nó cũng giúp cho chúng ta giảm đi những cái căng thẳng và mệt mỏi stress hàng ngày. Các bạn có thể ứng dụng bài tập này cho chính bản thân mình khi mà chúng ta gặp phải vấn đề, hoặc là áp dụng cho người thân yêu của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để theo dõi những cái video mới nhất, và Tình sẽ thường xuyên chia sẻ cho mọi người, và chắc chắn là mọi người sẽ nhận được cái giá trị